Chào các bạn đã trở lại với bà Tám Cam Thơ. Chúng tôi đang đi trên đường tới chỗ Napa tại San Francisco. Napa Valley cách San Francisco 1 tiếng đồng hồ. Hơn một tiếng. Chỗ này là chỗ trồng nho, làm rượu. Nho. Cái gì chị? Mai, em bị liệu chị Mai. Chị Mai nói cái gì em đi theo đó. Chỗ làm rượu mà tôi nghe là chỗ làm ruộng. Thì thường thường là nếu mà rượu trắng hoặc là rượu đỏ. Ok, có phải là nho trắng là làm rượu trắng không vậy Cam Thơ? Nho xanh. Đi theo bà Tám đúng là liệu thiệt luôn á. Nho xanh là làm rượu trắng, còn nho đỏ hoặc nho tím là làm bằng rượu đỏ. Thì chị nghe nói là ở trong này đó. Chưa vậy? Mẹ hả? Nghe quay, nói không à? Quay cảnh vô đó. Nhưng mà mỗi lần mà đi theo Cam Thơ đó là được học hỏi. Con đường đi giống như là con đường của Đà Lạt. Đi Đà Lạt vậy đó. Nó đèo á, quẹo qua quẹo lại, hẹo tới quẹo lui nè. Đó, chị Mai chỉ chạy hẹo qua hẹo lại mà Linh nó sắp ói rồi. Rồi. Wow, đẹp quá. Chị, mình đi đúng đường. Khanh. Vô đây mới biết cái signal là mình đi đúng đường lại. Đẹp quá con đường đi nè. Ồ, mình đi đúng đường rồi. Mình sắp sửa quẹo mặt. Hoa điệp vàng trai dưới chân tôi ngập ngừng chống tôi như thầm hoi đường về trường. Ủa sao tự nhiên đường về trường, đâu có đường đi về trường đâu. Trường Đà Lạt. Đường Đà Lạt ơi xa lắm. Đó, đường này y chang như đường đi Đà Lạt vậy đó các bạn. Trời ơi, đi cái gì Napa mà hát bài Đà Lạt. Chiền dốc tự nhiên chiền núi hả? Núi mà đồ chắc kế bằng cái núi có cái đồi. Nè Castro Winery. Uống chút xíu à, cái nó không có nhiều. Xịn. Vô đây có thịt nướng phải không em? Không phải, bên kia đẹp lắm. Hả? Không cho mình ăn thịt nướng hả? Bên này đâu có bán thịt nướng mà ăn bên kia. Mình đi ăn chưa đông kia. Quá, bên này vô đông. Lễ. Nay lễ họ vô đông. Rồi cái lâu đài nè, công chúa ngủ trong rừng. Công chúa tóc mây. Công chúa tóc đỏ và tóc vàng. Khung cảnh bên ngoài của cái chỗ Napa này. Chị Khanh, bên này trong này là nó có mùi rượu nè, đi vô đây. Nó cho mình coi phim cách làm rượu. Ok. Cách mình làm rượu. Đó, họ đang chiếu phim đi vô để đi vậy. Nghe mùi rượu trong này nè. Trong này á, bạn biết sao không? Nó vô đây chỉ cho mình cái cách mà họ làm rượu cũng như là cách làm cái rượu này nè. Đó, thì cái này là cái rượu này là ở đây người ta làm và một chút nữa đó người ta cũng cho mình uống thử nữa. Thế ở trong này á, ở Napa Valley là đặc biệt rất là đặc biệt cả mặt sự cái này là thơ biết là cái gì không? Là cái hầm mình chứa rượu á, cái thùng chứa rượu xíu qua bên kia đó, nó có chỗ mình ở trong nha. Cái này là cái thùng để mà mình chứa rượu. Đi coi quá trời đông rồi. Ở đây có mấy cái lỗ hả? Mình nhìn xuống dưới hả? Mình lùn quá, mình nhìn đâu có.
Người ta đi vô trong này á, là người ta đi thử rượu. Còn mình không có đi thử rượu, mình không có đi uống rượu. Mình đi qua bên này. Để đến để chụp hình. Ê khoan, ở đây cái gì giống như nhà tù cái gì? Nó này là ngày xưa nó là thành La Mã mà chị. Thành La Mã là ngày xưa là thành có La Mã mà. Ok, bắt đầu mình đi xuống, mình ra khỏi cái chỗ này và mình sẽ đi qua một cái kế bên là để mình ăn thịt nướng và mình thử rượu nha. Mình đi vô đây coi. À, cái nước nó bán đồ. Oh no, it's caramel. You can try that. Oh. I want the chocolate. I think we can get pods from the floor stuff. Yeah, yeah. We're almost out. Yeah.
Like Amaryllis, we want to, like I say, we want to get one of đi kiếm không biết người đi đâu rồi. Chị Mai, bây giờ chải cái da cái hờn ra ngồi đó, mỗi đứa mình ngồi một xíu. Chúng ta đã ngồi xuống hay ngồi xuống đây? Biết không, cái chỗ này á, chung quanh nè, thôi biết không, chung quanh đây á, là cái chỗ mà barbecue. Ok, thì đông quá thì hết bàn rồi, nên là mình lấy một cái khăn, mình trải ở dưới cỏ mình ngồi. Mà coi như là chung quanh đây là bắt đầu người ta ngồi ăn nè. Đó, à, thôi đi một vòng cho các bạn nhìn thấy. À, quay rồi, tôi sợ anh quay người ta la đó. Mình thấy mình quay người ta đó, đó. Nếu mà ai có bàn á thì ngồi ở đây được, thì ngồi lên bàn, còn không thì mình ngồi dưới đây. Thì vô trong này á là mình vừa ăn và mình vừa uống rượu. Em cũng lần đầu tiên đó. Mình biết cái chỗ này là cái chỗ nổi tiếng của nơi người ta làm rượu á, nơi sản xuất rượu á, là nên là cái city này á, nó gọi là Napa Valley. Cái chỗ này là nó cái thành phố luôn hả, là nó trồng rượu, trồng nho rất là nhiều, quá trời đi, nó nổi tiếng lắm luôn đó. Nhưng mà đường cũng quá trời luôn, cây nho luôn, thiệt ra nó cũng mát lắm. Nhưng mà tại có thể là tại mình nắng quá đó, nên tụi mình chưa mình nắng quá nên mình làm thì mình dễ mệt. Chứ còn chị nghĩ là nếu mà mình relax, mình đi chiều một chút xíu, mình ở vòng ở đây mình chơi, thì chị nghĩ ở đây nó cũng là một cái nơi du lịch rất là lý thú. Ta trải đồ ra ta ngồi quá trời đó. Bây giờ chị mới biết được là của bà Tám Cam Thơ là gì. Là nắng. Giờ mới biết người yêu của bà Tám Cam Thơ là gì. Là gì? Là bóng mát. Cái dù là coi như là người tình trăm năm, không thể thiếu cây dù. Đời bà Tám bữa tưởng mất cây dù buồn thấy hệ, cuối cùng tìm mới được mừng muốn chết. Trời ơi, bà Tám mà mất cây dù là coi như là giống như là người mù mà không có cây gậy gì đó các bạn. Ủa, cái dù nó mát, chị thấy không? Chị thấy cây dù này nó mát không? Công nhận cây dù tại này sao nó mát thiệt. Mất nó mà em buồn là tại bây giờ đó, ở đâu mua, ở đâu bán thì đi kiếm mua 10 cây đi. Để lũi nó có mất, mà cái này nó sắp hư rồi nè, cái cọng này nó sắp hư rồi cho Tám biết. Tại sao nó mát các bạn biết không? Cái dù kia nó mỏng mà cái ánh nắng nó xuyên vô nó làm cho mình nóng. Cái dù này nè, chị nghĩ cái material nó của nó đó, nó làm cho mình mát. Nó vừa che lắm. Nắng mà nó được không có để ánh nắng á, cái nóng, sức nóng nó không có hút vô trong này. Ờ, nó chặn nóng, cho nên lúc mà nắng nóng thì nóng, cái gì về dù này nó che là vô một cái lệch. Nó mát cái người, cái mát cái mặt mình luôn. Còn mấy cái dù mà màu hồng á, mà với lại màu đen cũng vậy, cái chất liệu của nó làm á, nó làm cho mình nóng. Nó hết cái ánh nóng. Cái nóng đó, nó hát vô là nó bình vẫn nóng đó, nhưng mà đặc biệt cái dù này nó rất là mát đó, đó do đó là cuộc đời bà Tám không thể thiếu cái dù. Đây chúng ta đã có đồ ăn rồi, đây chúng ta đã có đồ ăn rồi, đây rượu người gì đó, người yêu của chị Khanh là tới đây
Rồi ngon không mà mua cái đó gì ta? Đây là thịt gì đây? Gà. Thịt gà. Đây là BBQ sườn. Vậy bình thường thôi đâu có sườn. Cái này là đâu? Gì đây? Không biết cái gì luôn. Pizza. Cái bánh sao ngồi đó? Cái bánh sao ngồi đó được? Nè. Cho nó lót cái này ngồi đi. Được không? Nhỏ. Nó ngồi trên cái giày nè. Đây. Được không? Rồi. Cái gì? Chúng ta nâng ly. Rồi nè, nâng ly đi. Chúc mừng năm mới. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy together. Không xỉn không về. Trời ơi. Ngon quá. Cái rượu này ngon quá. Em quá. Chọn cái mắt nhất. Mua về nha. Được. Mua về được mà, tao bán đầy trong đó kìa. Đây. Mời các bạn nha, mình ăn pizza. Làm mamba. Rồi. Cái chiên này á, cái chiên này rất đặc biệt, nó làm từ sữa dê. Hả? Vậy hả? Muốn chi kìa. Ngon. Thôi ăn thử cái này nha. Ngon. Cắm vô. Ngon, gỡ này nha. Ớt á. Ngon quá. Ngon quá. Nâng ly nở lòng nào mà. Vô, vô, vô. Vô, 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 vô. Vô lại đi, thơm, thích tiệt. Vô. Vô. Cạn ly nha, cạn ly nha. Cạn ly. Tụi bỏ không uống nhiều, uống nhất. Đi như vậy mà có người nhìn ra được hơn. Nhớ hồi nhỏ đi sợ thú á, thú còn ăn cá cái đó được phải ngồi đây à. Đúng rồi, cái này tám đang sống liền nhưng mà nó đi không được ăn ngon như vậy đúng không? Như giờ già rồi cái trở lại hồi nhỏ rồi. Cái lửa chạy hoài à, hả vợ chạy hoài à. Chạy chơi vậy á. Đó. Đó, chạy chơi á. Ờ, có mấy cái ly rượu trên lửa kìa. Chạy chơi vậy á. Mua vé đi. Quay thiếu tiền rồi, quay mua vé lên trên đó. Mua vé đi lên ngồi chơi, chạy chơi vậy á. Nói một lời thôi. Nói một lời là beautiful. Mai. Cái người ở đây thật đời sống hoàn toàn. Chị Mai cảm nghĩ hôm nay á, đi với 5 người. Một lời 10 đồng, một lời rất là vui. Nhưng mà uống rượu thì không thấy sai. Uống con ly à, đòi sai. Uống rượu thì không thấy sai mà nhìn qua cam thơ tự nhiên sai. Nó chết chứ. Sai gì? Sai mồ. Mấy người đừng nghe cam. Nhìn qua Cam Thơ là muốn ói. Không sao, bữa nay chỉ lái xe mà cho nên là họ kệ mình cứ qua mình kệ đó, ai không thương mình không sao, nhưng mà chị nè đó. Rồi chị nó tặng bye đi mọi người, đẹp là được, đẹp là được, bye bye.